Chào các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Kênh Khởi Nghiệp, kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng. Đó các bác, hôm nay buổi chiều bà con, buổi chiều thứ 5 ngày 16 tháng 5 nha bà con. Sau một ngày với ngày hôm qua nữa, xíu ngày hôm nay nữa gom hàng. Đó thì trại bò giống của chú Thơm lại tiếp tục về. Hôm nay có ít thôi các bác ạ, hôm nay có 5 con thôi. Đó nhưng mà 5 con to to hết bà con, không có con nào bé cả. Đó thì hôm nay trại bò giống của chú Thơm lại về 5 con 3B giống hàng chất lượng nha. Đó thì bây giờ chú Thơm review chi tiết và công khai báo giá 5 con này cho bà con nông dân xem và tham khảo. Đó thì các bác cũng lưu ý, đó thì những cái video dạng công khai báo giá này này thì chú Thơm sẽ nói rõ ngày tháng chú Thơm up video luôn. Đó và ngày giờ nữa, có khi giờ nữa thì hôm nay là 5 giờ chiều các bác, 5 giờ chiều thứ 5 nha. Thứ 5 ngày 16 tháng 5 nha các bác. Đó thì trước lúc quay video này thì cái lô bò 5 con này chú Thơm chưa bán cho một ai nha các bác. Đó thì bà con nông dân ai quan tâm hoặc ai đang có nhu cầu mua thì các bác theo dõi clip này nha. Đó thì bây giờ chú Thơm sẽ vào review chi tiết và công khai báo giá 5 con này luôn. Đó bác nào đang có nhu cầu thì các bác theo dõi. Nếu các bác nào cảm thấy ưng cái bụng rồi thì alo trực tiếp gặp em để bắt 5 con này nha. Đó thì chú Thơm ưu tiên bác nào mua hết nha các bác. Đây các bác này, trước mặt các bác này, trước mặt toàn thể bà con mình là một lô bò 3B nhá, gồm có 5 con nha các bác, gồm có 5 con nhá. Để các bác thấy nó đứng đẹp không? Quá đẹp đi các bác ạ. Đó và chia sẻ với các bác luôn, lô bò này là lô bò cứng tháng rồi nha bà con, lô bò cứng tháng rồi nha các bác. Nên bà con mình mua cái loại bò này về là các bác hoàn toàn yên tâm nhá, không phải lo nó sút rồi nha các bác, bò 6-7 tháng rồi nha. 3B giống 6-7 tháng rồi. Đó nên chất lượng con giống bà con hoàn toàn yên tâm nhá. Bò này các bác về nuôi là nó ăn là nó lớn, không có sút nữa đâu các bác ạ. Đó về cái lề lối chất lượng con giống thì nếu các bác nào đã mua hàng của chú Thơm rồi thì các bác chắc các bác không phải nghĩ là đúng các bác. Còn bà con nào chưa mua hàng của chú Thơm thì các bác có thể theo dõi kỹ. Đó nếu các bác muốn chắc ăn hơn nữa thì các bác có thể đến nhà xem thực tế nha. Chú Thơm bao giờ cũng vậy nha, khuyến khích bà con mình đến nhà xem thực tế nha bà con. Đó để nhìn tận mắt nha, mắt thấy tai nghe tay rờ nha. Được thì mình mua, không được thì thôi nha bà con. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta review từng con một nha. Đó. Bà con theo dõi kênh Khởi Nghiệp thì các bác cũng biết chú Thơm không bao giờ quay qua đâu các bác, không bao giờ quay qua đâu. Sẽ quay từng con một. Đây. Một con này. Đây. Mẹ đẹp lắm các bác. Đi xin lên tí nữa, xin lên tí nữa coi. Xin lên tí nữa cho chủ nhân này xem. Này. Hàng này. Hàng đỉnh của đỉnh luôn các bác. Cực kỳ chất lượng nha bà con. Con này là con số 1 nha bà con. Đây, đến con này là con số 2 này. Đó. Được chưa bà con? Quá đẹp, đến con này là con số 3 này. Con này ăn uống tốt rồi các bác. Ăn uống cực kỳ chất lượng. 3 này. Đó, đến em này là em số 4 luôn các bác này. Đó, được chưa các bác? Bà con mình nhìn hình dung kỹ đúng không? Đến em này là em số 5 này. Đây các bác này, nhỏ nhưng có vỏ các bác. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha bà con. Con này nhìn tướng rất ngầu này các bác này. Con này nhìn tướng rất ngầu này. Sau cái loại bò này nuôi to lên nhìn sướng lắm các bác. Da mỏng tanh các bác, da mỏng tanh. Đây. Đó. Được chưa bà con? Này. Đây. Đây. Đó, các bác đừng sốt ruột nha bà con. Chú Thơm review từng con một nhá, phải rõ ràng cho bà con mình xem nhá. Đó, đây này, các bác đừng sốt ruột nhá. Trời cũng nhá nhem tối rồi, nhưng chú Thơm cũng cố gắng quay nhanh. Đó, để bà con nông dân nhìn nhận rõ vấn đề. Đây. Hai này. À. Hàng đỉnh cao không? Hai nha các bác. Đây, đi lên đi con nào. Đây. 3 này. 4 này, được chưa các bác? Đấy, em này là em số 5 này. Đó. 5 cái em này. Đó. Được chưa? Bà con nhìn rõ chưa? Các bác quan sát rõ chưa? Đó. Thì đố bà con 5 con này chú Thơm bán là bằng bao nhiêu tiền các bác? Bà con mình thử đoán coi 5 con 3B giống chất lượng này chú Thơm bán là bằng bao nhiêu tiền? Bật mí cho các bác luôn nha, chưa được 100 triệu nha các bác, chưa được 100 triệu nữa nha. Đó thì đồng nghĩa với việc chưa được 20 triệu một con đúng không các bác? Đồng nghĩa với việc chưa được 20 triệu một con các bác. Ui chà, ui giá bỏ giống
thật sự. Đây. Đó. Được chưa bà con? Được chưa? Chú Thơm báo giá luôn nhá. Chưa được 20 triệu thì bao nhiêu tiền các bác? Chỉ có 19 triệu thôi nha bà con. Chỉ có 19 triệu một con nha các bác. Đó, chỉ có 19 triệu một con. Đó. Các bác chỉ bỏ ra 95 triệu nha. Bà con mình chỉ có thể bỏ ra 95 triệu thì các bác có thể sở hữu 5 con 3B được giống chất lượng này. Đó, để về nuôi vỗ béo để phát triển kinh tế gia đình mình. Bò này, đó với giá cả này mà không mua nữa thì mua bò nào, đúng không các bác? Đó, chỉ có 19 triệu một con thôi các bác. Và các bác có thể bỏ ra 95 triệu. Đó, ngoài 95 triệu các bác sẽ không bỏ ra thêm bất kỳ một chi phí nào nữa nha bà con. Đó, các bác sẽ không bỏ ra thêm bất kỳ một chi phí nào nữa. Chú Thơm sẽ có trách nhiệm chở đến tận chuồng cho bà con nhá. Đó, đúng các bác, chở đến tận chuồng nhá. Thì bằng 19 triệu không phải là bán tại chuồng nha các bác, mà bao vận chuyển nhá. Bao vận chuyển cho bà con nhá. Đây các bác nhỉ. Này, bao vận chuyển cho bà con nhá. Các bác thấy giá cả ở vậy thì có hợp lý không bà con? Đó, thời điểm này các bác vào giống thì có hợp lý hay không? Đấy. Rõ ràng chưa các bác? Quá đẹp các bác. Xô đàn nha các bác. Xô đàn nha. Ngang ngang như nhau các bác. 9-10 nha. 9-10 cả nha các bác. Đó là bằng 19 triệu nha. Bao vận chuyển nha. Bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp gặp em để đến bắt 5 con này nha. Đó, hoặc các bác nào không có nhu cầu mua 5 con mà các bác chỉ có nhu cầu mua 2 con thôi. 2 con lớn này thôi. Đây. 2 con này nha. Đây. Con này nha. Và con này nhá. Đây. Đó, hai con nè, con này có số 1 nha, nói rõ cho các bác xem nha. Hai con này có số 1 này. Và con này là con số 2 này. Đó, bác nào có nhu cầu mua hai con này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp gặp em để bắt hai con này. Hoặc bà con nông dân bác nào có nhu cầu mua 3 con sàn sàn như nhau. Đây, kinh phí các bác ít. Đó, các bác có nhu cầu mua 3 con thôi. Đây. 3 con. Thì con này là con số 1, con này là con số 2 và con này là con số 3. Đây các bác nhìn kỹ này. Ba con nhá, đây số 1 này, số 2 này, đó, và số 3 này. Đây, thì các bác cũng có thể liên hệ trực tiếp gặp em để biết giá cả cụ thể ba con này. Đó, các bác lưu ý nha, mua hết 5 con thì giá nó khác, còn các bác mua 3 con thì giá nó khác. Và tất tật tật chú Thơm đã bao vận chuyển cho bà con nông dân rồi. Đó, bà con ở khu vực Thái Nguyên, xa nhất là ở ngoài Thái Nguyên. Đó, các bác muốn mua thì các bác có thể vào nhà xem thực tế hoặc có thể cọc tiền cho chú Thơm. Đó, và em có thể ghép xe để chở cho bà con nhé. Chú Thơm có thể ghép xe để chở cho bà con nha các bác. Đó, ok bà con chưa? Đó, ưu đãi của chú Thơm là vậy. Vì nhà có xe mà các bác, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, bác nào có nhu cầu mua 2 con hoặc 3 con này, chú Thơm nhắc lại. Các bác có thể liên hệ trực tiếp gặp em để cọc, để mua 3 con này. Nếu các bác có điều kiện thì các bác vào nhà xem thực tế, còn không có điều kiện thì chú Thơm sẽ báo giá cụ thể ba con này luôn. Đó, trở ra đến nơi cho các bác là bằng bao nhiêu tiền. Đó, và các bác ok rồi thì cọc tiền chú Thơm sẽ giữ lại và em ghép xe chở cho bà con nha các bác. Chứ ba con 3B này chú Thơm trở ra Thái Nguyên, các bác có trả cho chú Thơm bằng 19 triệu hoặc 20 triệu chú Thơm cũng không đi được đâu các bác ạ. Đó, không đi được đâu, vì xa, đường xá xa xôi, cước cầu đường đủ thứ chuyện trên đời các bác. Đó nên không đi được, chú Thơm sẽ ghép xe để chở cho bà con. Đó, và các bác đã cọc tiền rồi thì bò là bò của các bác. Chú Thơm nuôi thêm 1 tháng nữa không đi được thì vợ bò vẫn là bò của các bác. Các bác hiểu không? Đó, lúc nào ghép xe được chú Thơm sẽ vận chuyển cho bà con. Được chưa các bác? Đó. Rõ ràng, quan điểm rõ ràng. Ở vậy nha. Đó, các bác xem và đủ hiểu rồi đúng không các bác? Đó. Rồi. Còn bác nào có nhu cầu mua hết 5 con này thì xô đàn là bằng 19 triệu bao vận chuyển nha. Các bác chỉ bỏ ra 95 triệu thôi, các bác có thể sở hữu 5 con này. Đúng các bác, 5 con này mà đợt mà giá mà sốt, đỉnh điểm sốt thì cái loại cấp 27 28 triệu một con, 27 triệu, 26 27 triệu. Chứ 28 triệu chú Thơm không dám nói, nhưng mà 26 27 triệu một con thì các bác biết 5 con này bằng bao nhiêu tiền rồi. Nhưng bây giờ mỗi lúc mỗi giá cả khác nhau nha bà con, không thể so sánh như vậy được. Nó được chưa các bác? Hình như là bây giờ lợn hơi đấy các bác, hình như bây giờ lợn hơi là hình như là gần 70.000 một cân hơi rồi các bác. Đó, đúng các bác, lợn bây giờ lên chóng mặt luôn các bác ạ. Lợn bây giờ lên chóng mặt luôn thì cũng vì lý do bà con nông dân người ta chăn nuôi đó không có lời nên người ta bỏ hết rồi.
nó bỏ hết nên đến lúc mà cung thiếu cầu thì giá lợn lại lên. Nhưng mà giá lợn hơi lên nó chỉ có thể là giữ trong vòng một vài tháng rồi các bác ạ. Còn giá bò này mà lên thì nó sẽ giữ trong vòng 1-2 năm đây các bác ạ. Một vài năm đây nó chứ không thể xuống nhanh giống như giá lợn được. Đó, các bác nào chăn nuôi làm kinh tế thì các bác nên hiểu cái vấn đề này. Đó, chú Thơm mà có đất, em nói thật với các bác, em mà có đất nha, em mà có đất tầm cỡ 5-6 hecta nhá, đó chú Thơm sẽ vào ít nhất là tầm 100 con ba bê này, không dám nhiều, nhưng nếu mà chú Thơm mà có đất, em sẽ vào ít nhất 100 con ba bê này trong thời điểm bây giờ. Bò ba bê bây giờ chỉ có ngang và lên thôi các bác, ngang và lên thôi. Đó, làm ăn kinh tế. Không các bác, có gan ăn cắp thì có gan lộ hồ, chả biết đằng nào mà lần đâu các bác. Đó. Còn đồng ý bán giá bò thịt rẻ thì mình mua cái con bê giống rẻ. Đó, con bê giống như thế này, đúng không các bác? Đó mà chỉ có 19 triệu bạc thôi các bác. Thì các bác nghĩ coi. Đó, mong bà con nông dân làm ăn kinh tế thì các bác nắm bắt cơ hội. Đó. Ok các bác nha, xong xuôi nha. Bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp gặp em để bến bắt 5 con này nha. Chú Thơm ưu tiên bác nào mua hết nha. Hoặc bà con nông dân bác nào có nhu cầu mua bán thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh khởi nghiệp nha bà con. Đó. Kênh khởi nghiệp xin chào các bác nha. Chào toàn thể bà con mình nha các bác.